Sáng ngày 2 tháng 2, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị trực tuyến với Ban Thường vụ các quận ủy, huyện ủy về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Sự hội nghị ở điểm cầu quận Kiến An có đồng chí Phạm Văn Khanh, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận, các đồng chí lãnh đạo Quận ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận. Tại hội nghị, đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã báo cáo công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố trong thời gian vừa qua. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành đánh giá cao công tác triển khai nhiệm vụ phòng chống dịch của Ban chỉ đạo phòng chống dịch từ thành phố đến các cấp ngành địa phương thời gian qua, nhất là vào thời điểm diễn ra Đại hội 13 của Đảng đã rất kịp thời được nhân dân thành phố đánh giá cao. Nhấn mạnh đến nguy cơ có khả năng bùng phát dịch ở Hải Phòng, nhất là dịp Tết, do đó Ban Thường vụ Thành ủy xác định nâng cấp độ báo động và triển khai nhiệm vụ phòng chống dịch là nhiệm vụ hàng đầu trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Vì vậy, toàn hệ thống chính trị của thành phố phải tập trung cao cho nhiệm vụ phòng chống dịch, nhất là trong những ngày Tết. Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy tăng cường giám sát, kiểm tra địa bàn đã được phân công về nhiệm vụ phòng chống dịch. Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị phải kiểm soát toàn bộ các điểm giáp danh, các tuyến đường, hệ thống giao thông, phát huy tối đa các nhiệm vụ của hơn 2.400 tổ kiểm soát phòng chống dịch tại khu dân cư để kịp thời phát hiện người từ vùng dịch về, kịp thời báo cho địa phương đưa đi cách ly. Bên cạnh đó, phải kiểm soát tới các bệnh viện, rà soát lại những trường hợp ở các khoa bệnh viện toàn thành phố liên quan đến vùng dịch đã đến khám bệnh, xét nghiệm toàn bộ các y bác sĩ tại tất cả các bệnh viện, thực hiện việc xét nghiệm đối với các chuyên gia nước ngoài trên địa bàn thành phố. Đối với công nhân lao động ở các khu cụm công nghiệp cho xét nghiệm xác suất để kịp thời phát hiện phòng ngừa, giao Sở Tài chính phải hướng dẫn cho Sở Y tế và các ngành địa phương mua sắm đảm bảo phù hợp theo quy định. Liên quan đến các hoạt động dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị dừng hoãn các cuộc hội nghị tiếp xúc cuối năm từ thành phố đến địa phương, dừng thực hiện việc bắn pháo hoa theo kế hoạch và lựa chọn một điểm để bắn pháo hoa tại quận Đồ Sơn, tạm dừng hoạt động các lễ hội, đình chùa. Đồng chí yêu cầu phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân các văn bản chỉ đạo của thành phố, các thông tin phải kịp thời để người dân biết và đồng thuận.